làm cái nghề bầu show khổ thiệt. Lúc này kinh tế nó xuống, mời ít ca sĩ thì không ai đi coi, mời nhiều á thì nó hao lỗ. Khổ thiệt đó chứ. Mình cái gì vậy bà? Buồn cười nhỉ. Hai vợ chồng mình lấy nhau 30 năm nay rồi mà mỗi lần ông nhìn tôi ông cứ giật bắn cả người, ông cứ làm như tôi là quỷ không bằng đấy. Bà không phải quỷ mà là ma. Ma gì? Ăn mặc gì trắng toát như hồn ma máu quán vậy bà. Còn ông ấy, ông đứng dậy cho tôi xem nào. Sao? Ông ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Này, đấy. Già hai thứ tóc rồi mà còn ăn mặc bộ đồ xanh lè, xanh lét cứ như con két ấy. Ông xem lại ông đi mà ông cứ nói tôi. Thời trang bà ơi, biết cái gì? Thời trang, thời chủng gì? Này, hôm nay á, dỗi hơi đi ra ngoài phụ tiệm giặt ủi tôi tí. Ông cứ để tôi một mình đàn bà thân quần quật cả ngày vất vả, ông hiểu chưa? Tiệm giặt ủi á, bà chỉ nhận hàng rồi thu tiền thôi. Mọi việc bên trong là mẹ nó lo hết trơn rồi. Bà có làm gì đâu mà nó vất vả. Mẹ miết cái gì? Này, tôi nói cho nghe nha, nhiều lúc tiệm nó đông khách quá thì tôi phải vừa giặt ủi tôi vừa tính tiền, rất là vất vả, ông hiểu chưa? Ông dẹp ngay cái nghề bầu xô đi nha. Mai mốt á, ông ra ông phụ tôi đi. Tiệm mà đông khách lên rồi tôi mở trong một tiệm mới nữa. Bà, giặt ủi là cái nghề lụm bà cắt, đâu có vinh quang gì đâu mà bà đặt mở tiệm thứ hai làm cái gì? Này, tôi nói cho ông biết nha, cái nghề giặt ủi của tôi á, là lượm bạc cắt, còn đỡ hơn là cái nghề bầu xô của ông. Cái nghề bầu xô của ông là đổ xuống sông, xuống biển, ông hiểu chưa? Thôi nhức đầu quá, bà đi ra coi tiệm giùm cái đi ha. Để cho tôi làm xô lần này ha. Nếu không trúng thì tôi sẽ ủi với bà đó. Cái gì? Ông ủi tôi à? Đúng. Lâu lắm rồi không thấy ủi yết gì hết. Nói là làm đấy nhá. Hứa đấy nhá. Cái gì vậy bà? Gì? Tôi nói ủi đây là ủi đồ đó. Cái nhìn bà ủi gì nổi. Này, chê tôi rồi gì? Chán tôi gì? Không ủi thì thôi, đằng này ra nhờ mế ủi vậy. Trời đất ơi. Nói gì cái bỏ đi à. Chị Út. Cái gì mà gọi cho tôi mấy chục cuộc điện thoại luôn. Anh biết mà nhà hàng tôi giờ nó bận dữ lắm. Khách nó xếp hàng vậy nè, không có thời gian cuốn chả giò nữa, anh thấy không? Tóc mà tôi còn cuốn như chả giò luôn nè. Không có rảnh tay chân mà cứ điện tôi hoài hà. Anh có làm xô á, tôi cũng không có tài trợ nữa đâu. Giờ này mà còn nồi móc xô, tôi tưởng anh là bây giờ phải móc bọc rồi đó chứ. Khi gặp mà cứ móc họng tôi hoài. Nói chuyện nghe. Ừ. Bầu xô á không phải là cái nghề mà là cái nghiệp. Ừ. Chắc kiếp trước á tôi nợ ca sĩ, cho nên kiếp này tôi phải trả. Tôi đã nói với anh rồi, anh cứ đầu tư địa ốc như tôi đi. Anh nói không, cho tôi đi, tôi làm 3 xô tôi mua biệt thự tôi ở. Bây giờ anh làm 10 năm rồi, hình như nhà này nhà mướn phải không anh? Nữa, thì cứ móc họng tôi nữa. Tôi nói chị nghe, bầu xô á là không có giàu. Ừ. Nhưng mà có cái vui á là làm giàu cho ca sĩ. Trời ơi. Mà tôi rút kinh nghiệm chị à. À, từ đó giờ tôi thấy làm xô á chưa bao giờ mà kiếm đủ tiền để mua nhà hết trơn á, mà chỉ thấy là làm xô xong là bán nhà không à. Biết bán thì sao làm. Thì thôi, anh có bán 10 căn nữa tôi cũng không có tài trợ cho anh làm xô đâu, tôi đi à. Không chị à, tôi sắp làm xô mà tôi không có nhờ chị tài trợ nữa, mà lần này tôi sẽ đưa chị lên đài danh vọng. À, tôi không trả nghiệp cho ca sĩ nữa mà tôi sẽ trả nghiệp cho chị. Ý là nói cho anh cho tôi 50 ghé phi để mời bà con dòng họ tôi đi coi hả? Trời, nhân viên nó tôi nó cũng có thời gian cuốn chả giò, nó thời gian đâu đi coi. Không có rảnh, không có đi coi nữa. Thôi thôi chị, tôi chưa nói hết ý mà. Tôi 5 phút. Không có thời gian. 3 phút. Tham. 1 phút. 1 phút tôi có thể cuốn được 60 cái chả giò. Cho tôi xin 5 cuốn chả giò thôi. Ngồi xuống đây, ngồi xem. Đây. Tôi sắp làm tổ chức một cái cuộc thi Hoa hậu phu nhân, lấy tên là Hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21. Tôi đăng ký độc quyền cái tên này rồi. Trời ơi, bây giờ anh thi hoa hậu hay mẫu hậu rồi đó là chuyện của anh, nói tôi làm cái gì? Trời ơi, tôi làm là có lý do. Chị biết không, tôi tổ chức kỳ này á là tôi muốn trao cái vương miện hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21 cho chị. Bởi vì sao? Bởi vì chị là người duy nhất xứng đáng được đội cái vương miện đó mà thôi. Đúng.
Oh my god, chỉ có chị, only you, là xứng đáng đòi cái vương miện hoa hậu thế kỷ thứ 21. Trời ơi, đẹp lộng lẫy, được chưa? Đẹp long lanh, đẹp lắm, đẹp long lộn. Tao nói chỉ là đẹp lạ lùng, chị là chị đẹp chuẩn không có cần chỉnh. Để ngồi. Tàn 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 tàn. Chú rể, chú rể, sắp vô chú rể. Chú hùng hả mày? Hả? Cái gì? Chú hoa hậu văn mơ gì đám cưới kêu tao vô? Thôi thôi, làm nhiều show quá, em đang tưởng đâu làm show đám cưới. Thằng này là thằng nào mà nó lanh hơn tôi vậy anh? À, dạ, dạ em xin trân trọng giới thiệu với chị. Dạ em là cố vấn chuyên viên đào tạo hoa hậu. Dạ em là phụ tá đắc lực của anh Hà. Dạ em tên Bá. Hay ghê vậy ha. Làm show mà tên Hà, kiếm trợ lý tên Bá. Dạ. Phải, bởi vì làm cái show nào cũng banh xác hết trơn rồi. Bây giờ làm cái này nó nổi luôn nè. Tôi mướn cho hai thằng bảo vệ nó tên Thiên Lôi được không? Giỡn quá à. Chị Út, mà chị vui tánh quá à. Chị Út biết làm sao không? Tôi nói bao nhiêu người mà gọi tới hai anh em Hà Bá của tụi tôi, một hai đòi trả đủ bao nhiêu tiền để mua cái vương miện này, mà hai anh em Hà Bá tụi tôi đâu có chịu. Tại vì dưới ánh mắt hai anh em Hà Bá của tụi tôi, chỉ có chị đòi cái vương miện này mới giống công chúa Thủy Tề. Trời ơi, rồi cả đời làm nhà hàng cuốn chả giò không. Tự nhiên giờ kêu lên là hoa hậu rồi, mấy anh suối tôi lên sân khấu tôi ngại lắm, tôi mắc cỡ lắm. Trời gì đâu, gì đâu chị ơi, chỗ đông người tôi mắc cỡ lắm. Trời, trời kỳ lắm. Sao đâu chị, không kỳ nào thi vậy anh? Tụi tôi đâu có suối chị đi thi, thấy không? Mà tụi tôi mời chị tới sân khấu để nhận cái chức hoa hậu. Thi chỉ là cái thủ tục thôi. Đúng, thi đó chị, chỉ là cái thủ tục thôi. Người phụ nữ Việt Nam mình là phải có 4 yếu tố: công, dung, ngôn, hạnh. Mà chị, only you, có 5 yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là chị có tiền. Trời ơi, đàn bà tao có tứ đức rồi mà tôi có tới ngũ cung lần trời. Bậy. Hả? Làm như là đàn tỳ bà ngũ cung trong này. Chị ngũ đức. À, ngũ đức chị ơi. Có tiền lắm không? Ngại dạ, quá. Dạ, dạ. Trời ơi, ngại quá. Nè, tôi nói chị nghe, người Mỹ người ta có câu rich and famous. Yes. Có nghĩa là tiền tài và danh vọng. Hai thứ đó phải đi đôi với nhau. Dạ. Nếu giàu mà không có danh thì cũng giống như là một viên ngọc quý mà để trong bóng tối. Giống như ông bà mình hay nói là áo gấm đi đêm. Chị mặc áo gấm mà chị đi ban đêm mà sao mà ai biết cái đẹp. Dạ. Không lẽ vừa đi cầm cái đèn pin chiếu chiếu vậy à? Đúng đó. Em nói cho chị nghe, chị giàu đó là chị giàu thiệt. Nó chứ không phải giống như mấy bà kia. Trời ơi, giàu mà giàu nổ, giàu xạo. Em thích chị tại vì chị kín đáo. Trời ơi, giàu mà không ai biết chị giàu tại chị không có khoe của. Trời ơi, chị mà giàu gì em? Giàu gì mà khoe khoang? Người ta giàu cỡ Bill Gates người ta còn chưa khoe nữa kìa. Chị có 4 cái nhà hàng thôi, có gì đâu khoe em. Chị coi cái nhà hàng, ông xã chị coi cái, rồi hai đứa nhỏ nó coi mỗi đứa một cái. Vậy đó mà tôi nó học trung học xong nó đòi học nữa, cái tôi mới nói thôi, học chi con? Ở bên đây á, bằng cấp để làm chi? Để kiếm ra tiền. Má sẽ chỉ tụi con kiếm tiền mà không cần bằng cấp. Wow, vậy mà quá. Tụi nó không nghe lời. Sao vậy? Nó cứ đòi đi học luật sư. Mới học chi con? Coi cái gương của Kỳ Duyên kia kìa. Học bao nhiêu năm ra bằng luật sư, bây giờ đi quảng cáo sữa dê. Nên học. Cũng đúng ha. Đúng, trời ơi. Còn nữa, sao chị? Hôm bữa đó tao nói tiền đâu có bao nhiêu tiền. Chứ có vài triệu trong nhà Ben nè. Rồi cái là bữa đó tao mới đi kêu coi cái building. Bữa em building nào chị? Không, em nghèo mạt lắm đâu có tiền của đâu mà đi coi. Chị đi coi với em nhớ không? Đi với tôi vậy. Trời, đi coi cái building đó, cái ông đó đó ông quỳ ổng lại ổng gian xin, trong khi mình thì dư tiền mà ổng thì không mua, là ổng bị nhà băng nó kéo cái kéo ổng. Thương quá mới mua cái building đó thôi, chứ vợ chồng tôi mua rồi để vậy đó, rảnh leo lên sân thượng thả nhiều chơi vậy đó. Trời, bởi vì mà ông xã không được, cái ông cưng, cái nước cưng vợ, thấy cái tay thả diều cưng, cái mua cho mớ hột xoàn đeo chơi vậy đó. Ai vậy chị? Ủa, cái này cái gì đây? Dạ, hột xoàn á chị. Vài bữa tôi tặng cho cái kính lúp nha không? Hả? Gì vậy? Kính lúp để soi cái hột xoàn. Trời đất ơi. Hột này hột gì? Hột mè hả?
vậy đó mà hột xoàn ở nhà ông xã ông mua cho cá bụm. Hôm qua đó cầm cái hộp lỡ rớt xuống đầu con chó, con chó chết tại chỗ. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Dạ. Chị ơi, em tưởng cái hộp xoàn của chị là phải chọi con trâu nó cũng chết nữa đó chị. Chứ chó gì chị. Chị thích em rồi đó nha. Dạ. Đó, cái tánh ông xã không được, cái ông cưng vợ vậy dạ. Đó hà. Ê, cái ông nói thôi mình ơi, để tôi mua chiếc Rolls Royce cho mình, rồi cái mướn tài xế cho nó dìu đỡ mình cho giống bà giống mẹ. Mà tôi nói thôi đừng có làm cái chuyện vậy. Mình có 5-7 chiếc xe rồi. Đó, xung quanh mình còn biết bao nhiêu người nghèo khổ. Đừng có làm... À, giống như hai anh em Hà Bá nè. Sao chị? Giờ này còn chạy chiếc Rolls Royce ấy, chạy chiếc Corolla màu nâu mười mấy năm về trước phải không? Thường quá, bữa tôi thấy anh chạy, tôi chạy đằng sau anh, tôi thấy bốn cái bánh nó lông hết trơn rồi đó. Trời, tưởng xúc ra không? Thường quá, trong khi tôi đó thì tôi chạy chiếc BMW, ông xã thì chạy chiếc Mercedes, thằng con trai chạy chiếc Lexus, còn nhỏ con gái nó chạy cái chiếc gì nè, cái chiếc mua chừng cái gì nè, ai xin cho đi hả? Trời ơi, Infinity. Cái gì ai xin cho đi mà đòi? À đó, cái chiếc gì mà mua trần đó. Thôi kệ, vài bữa mà tụi nhỏ nó bỏ, tôi xin bốn cái bánh xe cho anh. Thương quá. Chị ơi, còn chiếc du thuyền chị mua 3 tháng trước sao chị không nói luôn đi? Trời, chị mua tới phi thuyền chứ du thuyền gì em. Trời cũng ơi. Tại ông xã, sao? Ông thương, trời cái tánh ông thương vợ. Ông nói ngày xưa đó em ở Việt Nam nghèo khổ, chèo thuyền ra ngoài cầu ông lãnh bán dưa hấu đó. Thương quá, bây giờ ông mua cho chiếc du thuyền để chèo ra ngoài biển thả dưa hấu cho người nghèo ta vớt ta ăn cho mắc ruột. Trời ơi, dữ quá. Chừng nào chị tính mua mấy trái đu đạn quăng xuống dưới sông? Anh nhắc em mới nhớ nha. Để ngày mai em mua vài trái lựu đạn em thả xuống sông cho chết bớt cái đám Hà Bá đỡ ám em. Anh Hà anh kỳ quá à. Chị Út chị giàu có, chị muốn quăng cái gì kệ mẹ chị đi, tự nhiên à. Chị Út thích em rồi đó nha. Vô đi. Ngồi sao cưng, chị. Sao cưng. Thôi mình nói cái chuyện hoa hậu đi chị. Giờ cái chuyện hoa hậu chị tính làm sao? Trời, tự nhiên chị thích dễ sợ rồi. Hoa hậu Trời ơi, thiệt là ngại quá à, mắc cỡ quá à. Chị đừng nói em ngày mấy thi nữa nha. Không có, chị này chị về chị hỏi ý kiến ông xã chị. Hỏi. Nói chị nghe nè. Ở trên đời này không có cái ông chồng nào muốn vợ mình thi hoa hậu hết trơn á. Sao vậy? Đúng. Người ta thi hoa hậu phu nhân là có 3 mục đích. Thứ nhất là để đánh thức ông chồng mình dậy. Đúng. Đàn ông mà lấy vợ về đó 2 năm sau là quên cái nhan sắc của vợ mình liền. Không còn nhớ vợ mình đẹp hay là xấu. Cái này sai nè. Sao sai? Lấy vợ 2 ngày là anh thấy con vợ nó như con quỷ rồi đó. Chị thích em nữa rồi đó nha. Thích em rồi. Ôi. Dạ. Còn cái thứ hai là có lợi cho cái business của chị. Dạ. Có lợi nha chị. Nha. Chị mà đoạt được cái giải hoa hậu rồi, lúc đó chị có thể công khai đội dương miệng ngồi chiên chả giò. Hồi đó giờ đâu có ai mà chiên chả giò đội dương miệng, thấy không? Không có ai đâu nha chị Út. Only you. Only you. Only you. Only you mới dám làm cái chuyện đó thôi. Business sẽ lên dùng dục. Dạ. Bây giờ lên đó nha chị, lên lắm đó nha chị. Dạ. Thứ ba, sau khi chị được hoa hậu, lúc đó cái giá trị và chiều cao của chị sẽ tăng lên. Đó. Ôi, em ngồi kế bên chị mà tự nhiên em thấy chị cao vút như cái tre miễu vậy đó. Nhờ cái dương miệng đó chị. À, thấy không? Lúc đó đó, trong cộng đồng bao nhiêu kỳ event sẽ đổ xô mời chị. Chị xuất hiện trước của công chúng với một cái danh hiệu là Hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21, chứ không phải là cô Út chả giò nữa. À, thấy không? Lúc đó hàng trăm ngàn thanh niên độc thân sẽ đổ xô đua nhau chà đạp chen lấn lôi ruột để được nắm bàn tay của chị. Trời ơi, thi hoa hậu có lợi vậy hả ta? Trời ơi, thi hoa hậu có 3 cái lợi. Cái lợi thứ nhất đánh thức thằng chồng mình. Cái lợi thứ hai bán được nhiều chả giò. Cái lợi thứ ba là trai trẻ đạp lôi ruột lên hung mình. Trời ơi. Đúng. 3 cái lợi chà bá như vậy đó mà chị bỏ ra có 50 ngàn chứ nhiêu. Dạ. Cái gì mày? Hả? Trời đất ơi, cái vô miệng này mua ngoài chợ có mười mấy bạc mày bán của tao lắm chung ăn. Trời đất ơi, tao bán bao nhiêu ngàn cái chả giò mày mua được cái gì miệng mày? Trời ơi. Trời ơi, tao quốc tao bằng tay mày vô. Bình tĩnh chị ơi, đừng có lớn tiếng. Nói chị nghe, mà đó giờ đó có hoa hậu nào mà lấy giải đâu. Ta nhận giải xong rồi ta trả lại giúp trẻ em một câu không à. Mà chị biết á, anh em Hà Bá tụi tôi mà
Nghe cái tên không là người ta không muốn. Anh, hả? Trời đất ơi, cái này là mình phải có cái sự qua lại chứ, đúng không? Đúng, đúng. Ờ, vậy là nếu như thi là phải cho lại chứ. Ví dụ tôi đạt rồi Dương Miệng là phải cho tôi lại ít nhất là 10.000 à, à, phải không? Hả? 10.000 hả? Sai chị ơi. Đâu, tụi em, hai anh em Hà Bá tụi em định giao cho chị 30.000 tiền mặt trên sân khấu đó chứ. 30.000 tiền mặt? Dạ. Rồi cái vô hậu trường chị mới đưa lại cho hai anh em Hà Bá tụi em. Cái gì vậy? Cái gì mới trả 30.000 lấy lại liền kìa trời. Sao gỡ giống? Từ từ chị ơi, hồi nãy tôi nói rồi, không có ai nhận giải hết trơn á. Qua hậu trao lại giúp cho em một câu thôi mà. Tụi tôi là Hà Bá, nghe cái tên là tao đâu có thích. Tụi tôi mồ côi, coi như chị trao lại cho tôi là đúng rồi. Mồ côi tội lắm chị ơi. Ừ. Trời, nói chung vậy là mất trắng 50.000 hả? Dạ. Trời ơi, 50.000. Cái gì? 50.000 đô. Bán bao nhiêu cái chả giò mới được 50.000 đô rồi. Im lặng là được rồi. Trời ơi, bà này bà hám danh lắm, bà phải chịu thôi. Mày chạy đi làm poster với đằng quảng cáo liền. Rồi rồi, để em cái vụ đó. Khoan, cái gì nữa? Mày nhớ ghi dùm báo là có hàng ngàn thí sinh ghi danh nghe chưa? Dạ, 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 em biết cái vụ đó, kinh nghiệm lắm. À, mà anh ơi, cái gì? Thật sự là mình có bao nhiêu thí sinh? Con bệnh mẹ này à. Hả? Nhưng mà mẹ có 50.000 là đủ rồi, đi, đi. 50.000 là đủ rồi hả? Đi làm để được rồi, để em. À, nhưng mà anh nói, nói nghe nè, em phải train con mẹ Út trả giò này. Tại anh biết sao không? Trời ơi, để đến lúc bà lên sân khấu, bà không biết làm cái gì, bà làm nhục hai anh em mình á. Mày nói đúng. Để em. Chị Út, chị Út. À, em dặn chị Út cái này nha. À, kể từ bây giờ, chị đi đâu, chị làm gì, chị cũng phải nhớ mang giày cao gót cho em. Chị biết tại sao không? Sao? Trời ơi, giống như mấy cái bà kia bà đi thi đó, chị biết không? Trời ơi, nhà mang dép lào không à. Trời, lúc lên sân khấu mới mang giày cao gót, tôi nói đi như robot vậy. Đó, kỳ lắm, lắm. Em chuẩn bị cho chị rồi. Trời ơi, này chu đáo vậy. Chu đáo lắm thằng này. Lúc này dễ sợ luôn. Trời ơi, lấy tiền của chị mà. Trời ơi, cái gì mà như đi cà kheo vậy em? Đúng, nó đó chị. Cà kheo đó chị. Nè, kể từ ngày hôm nay chị phải mang đôi giày cà kheo này cho em. Hả? Này là vật bất ly thân. Ờ. Trời đánh, chị cũng không được leo xuống nha. Hả? Ai mà có giết chị, chị cũng phải bảo vệ lấy nó. Ờ. Giữ nó nha chị. Ờ. Đứng chiên chả giò cũng phải leo lên nó mà đứng chiên. Chiên cả ngày mà đứng nó chảnh em. Ờ, phải vậy mới quen. Ừ, chú quen. Nói chị nghe nè, rủ em mà chị có đi phi trường đó. Ờ. Trễ máy bay, kệ nó. Ừ. Đừng có tháo ra. Ừ. Để gì chạy thẳng tới cổng phi trường đón chiếc máy bay khác có trật giò kệ mẹ nó luôn. Ừ. Nhớ không? Ừ, nhớ rồi đó. Ừ, cái nhớ. Này là quan trọng nhất nè. Ừ. Đứng lên đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Sao, sao? Đó, rồi bây giờ chị tập khóc cho em đi. Trời, tự nhiên rồi đang vui vẻ kìa, tôi khóc sao tôi khóc. Không biết gì hết à. Cái lúc mà MC người ta tuyên bố chị giật giải đó là chị phải òa ra chị khóc. À, chứ không á, chị đứng tỉnh bơ vậy nè, chị ta biết chị mua giải mình. Ừ. Set up biết không? Đúng rồi, nó nói đúng á. Bây giờ nè ha, em làm MC rồi cái em tuyên bố là chị khóc liền nha. Dạ, kính thưa quý vị, như lời quý vị đã tiên đoán, người đoạt giải Hoa hậu phu nhân thế kỷ 21 không ai khác hơn đó là bà Quỳnh Thị Út. Em đó, em có của, em mua cái giải này, em là Hoa hậu. Đến. Trời ơi, chị cười kiểu đó làm tao biết chị mua giải rồi. Ừ, không được. Chị phải... Mếu, khóc mếu. Thì khóc xấu lắm. Ừ, đúng rồi. Nên nè, bây giờ nè, em làm lại ha. MC tuyên bố là chị phải mếu. Mếu rồi mới khóc, biết không? Dạ, kính thưa quý vị, Hoa hậu phu nhân thế kỷ 21 là bà Quỳnh Thị Út. Gì vậy? Má bà chết rồi sao bà khóc dữ vậy? Để em kìm bớt lại nè. Mếu thôi. Dạ, tại vì em xúc động quá. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã bên bầu cho em. Vậy đó, vậy đó. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo. Đó. Em chân thành cảm ơn anh hai, anh Hà Bá đã tổ chức cái show này. Và đặc biệt, em xin cảm ơn chồng em đã ở nhà bồng con, thay tã, cho nó uống sữa để em có thời gian em đi thi Hoa hậu. Em xúc động quá. Mà em không dám khóc, em sợ khóc, em xúc lông mi dạ. Nín đi, nó xúc thiệt kỳ lắm. Dạ, em xin phép em nín khóc. Chứ đứng đây khóc ngồi chắc xúc á, tại vì em không có cái gì thiệt hết á. Chắc em đi trước quá chứ để thôi em hốt cả đống đồ giả. Thôi em đi trước. Đi đi em. Dạ, 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 để em, để em. Nè. Gì? Đang làm cho tốt. Tao bonus rồi mày 500 đô. Nghe, I like it.
À chị Út, chị Út. Dạ. Giữ nguyên cái cảm xúc giống vậy nha. Dạ. Lúc MC tuyên bố là giữ nguyên cảm xúc giống vậy nha. Dạ. Đi trước nha. Ừ. In 5.000 cái poster phải không? Rồi, rồi, ta lẹ nha. Xúc động quá. Út à. Dạ. Ngoài cái giải hoa hậu ra, còn có mấy cái giải phụ nữa. Hả? À, chị muốn cái giải nào? Ví dụ như là hoa hậu thân thiện. Thân thiện làm gì? Trời ơi, tôi có tiền tôi mua giải, tôi đâu cần thân thiện như thế nào đâu, mua. Hoa hậu ăn ảnh. Ý nói ngoài tôi xấu hả? Hoa hậu duyên dáng đi, cái này phải cần có. Cái này có đi, tôi mua cái giải duyên dáng đi, tại vì duyên dáng mới bán được nhiều chả giò. Bán được nhiều chả giò mới có tiền mua cái giải hoa hậu. Đó, được, được, mỗi giải duyên dáng nha. Mỗi giải 10.000. Cái gì vậy? Để cái gì mà bán thêm giải 10.000 vậy? Duyên dáng, đừng có nói chuyện như vậy. Duyên dáng, nhưng mà tôi lên sân khấu á, tôi đâu có biết nói gì đâu mà duyên dáng. Không biết ứng xử gì đâu. Đừng có lo, tôi đưa trước cho chị học. Tới ngày đó chị lên sân khấu chị việc phun ra là ăn tiền thôi. Trời ơi, thích anh ở nhà chu đáo dễ sợ. Ê, câu 5.000. Gì vậy? Để thôi câu hỏi cũng lấy 5.000 nữa. Ăn bạn mà đi. Duyên dáng. Duyên dáng, tổng cộng là 65.000 rồi đó hả? Ừ. Ở kệ bà nó chơi luôn nè. Anh ơi, có cái giải tài năng không? Có. Anh bán cho tôi cái giải tài năng nha. Sao vậy? Anh nói với khán giả là tôi có tài dữ lắm á. Tài gì? Trong vòng 30 giây em có thể cuốn được 30 cái chả giò. Nhớ mua về giải đó nha. Tổng cộng là 75.000. Rồi. Giờ là tôi là hoa hậu được phải không? Rồi, chắc chắn rồi đó. Dạ, em xin kính chào quý khán giả và toàn bộ ban giám khảo. Em xin tài trợ cho tất cả ban giám khảo cũng như là quý khán giả dưới đây ăn chả giò tới khi nào ói ra chả giò thì thôi. Dạ, em xin chào. Chắc giới thiệu mẹ này vô American Got Talent quá. 30 giây mà cuốn 30 cuốn chả giò còn hơn tay xe thuốc rê. Dạ, em xin chào anh. Wow, người đẹp. Đi đâu vậy? Dạ, em tới đây xin đăng ký thi hoa hậu phu nhân. Ủa, anh chưa đăng quảng cáo mà sao em biết? Ừ, thì cũng nhờ chị chủ của quán hương đó. Chị được mệnh danh là người kính tiếng nhất Busa. Không biết chị nói sao nhỏ xíu hà. Mà bây giờ tất cả các tiểu bang ở Mỹ biết hết rồi đó. Biết vậy khổ kêu thằng bá làm quảng cáo. Không sao, khỏi cần. Mời em ngồi. Dạ. Vô đây. À, ngồi xuống. Đẹp quá. Dạ, em đội ơn anh. Em à. Dạ. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Phú. Cái gì Phú? Dạ, Trần Triệu Phú. Wow, cái tên nghe nam tính dữ. Dạ, cha mẹ đặt sao thì em dễ vậy hả? Không sao, miễn là đẹp được rồi. Em làm nghề gì vậy? Dạ, em hả? Em đang có người nuôi. Trời ơi, ai nuôi vậy? Dạ, chính phủ nuôi em. Ở tù hả? Không có, em đang ăn tiền thất nghiệp. Ồ, anh thất nghiệp hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Anh. Sao? Đừng có ngồi gần. Mala, xe ra. À, Mala. Vậy thôi anh xích ra. Dạ. Em giận ba má quá hả? Sao vậy? Giận ba má không cho ngồi gần đó hả? Vậy. Ba má đặt em tên là Triệu Phú mà em lúc nào cũng thất nghiệp hoài hả? Bởi vậy. Anh ơi, sao? Bây giờ không có má ở đây, xích lại gần em nha. Được rồi, anh xích lại gần nè. Anh, mày muốn quá. Sao? Nếu mà em á. Sao? Có con với anh á. Em mà có con với anh á, em sẽ đặt con của tụi mình tên là Trần Tỷ Phú. Tên gì cũng được. Dạ. Nhưng mà có con với em là được rồi. Thương quá. Mày. Cái gì ghê vậy? Anh mới làm cái gì ghê á? Trời, ông làm gì mà như con cá nớp bóng vậy? Dạ, tại anh muốn hôn em đó. Đẹp không? Trời đã quá vậy ta. Trời có cái đít nhiều thấy ghét không? Eo thon nha. Lực đỡ cho thương. Ba. Ê ba. Dạ. Mày điên hả mày? Điên cái gì? Sao mà mạnh tay vậy? Trời ơi, hư hàng phụ nữ hết. Ai nói anh thằng này phụ nữ? Sao phụ nữ mà? Thằng này là đàn ông. Cái gì? Thằng này là cầu thủ đá banh trong đội của em.
anh ấy là thủ môn. Sao mày, anh nhìn cái cặp vợ đó đi. Ê, ê, cứ cứ, dạ dạ dạ, cặp vợ là anh coi. Trời ơi, anh thấy không, có một đầy sừng băng hết đó. Trời ơi, này bạn em. Vậy mày nó vô đây làm cái gì? Anh nghĩ đi, mình tổ chức thi hoa hậu mà có một mình con mẹ Quỳnh Thị Út mới mua giải à. Em tìm quá trời, bao có người nào chịu đăng ký đi thi đâu. Em mới sực nhớ tới 11 thằng đá banh trong đội của em. Em kêu nó giả gái hết. Một thằng đứng đây còn 10 thằng ngoài kia kìa. Để em kêu nó vô. Thôi vậy mày. Hả? Mày điên hả? Mày vô rủ trong 10 thằng đó nó có đứa đẹp hơn cái thằng này thì làm sao mà bà Út mà được giải được. Bỏ đi. Hả? Dẹp đi. Không, không được á. Không được. Rồi, không được thôi. Anh. Thôi. Vậy làm sao? Trời ơi. Vậy là ý anh bây giờ anh không cho tôi thi phải không? Đâu có được đâu. Em nói cho anh nghe nè, bây giờ không thi qua hậu cũng được nữa. Em sẽ giúp cho anh làm một chuyện. Chuyện gì? Anh nghĩ đi, anh thấy rồi đó. Em nè, cao như vậy đúng không? Em sẽ dán poster giùm anh. Em cao như vậy em sẽ leo được lên tới đâu mà em sẽ dán được tất cả mọi nơi mà không có thằng nào có thể xóa được và xé được của anh đâu. Cái này được, 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 cái này được nè. Được cái gì? Để biết thôi, bây giờ nè, không cần phải nói nhiều vậy đi. Được, anh được. Để cái chớp đó cho em nha, vậy nha anh. Tương chắc đó, bữa nào ra đá banh với tụi này nha. Đi nha cho nội. Trời ơi. Ê. Dạ. Mày mày về trễ chút mà tao có con cái thằng này rồi. Anh mà có con với thằng đó chắc trẻ ra quái vật. Bởi vậy, hên á, cảm ơn mày. Dạ. Kè kè quái thú của anh về tới kìa. Nghe ba la. Ông à. Hả? Ông à. Bình tĩnh chị, bình tĩnh chị, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi đang giặt ủi ngoài kia mà tôi nghe một cái hung tin rất là rùng rợn. Hung tin gì rùng rợn? Tại sao ông tổ chức thi hoa hậu phu nhân mà tôi là vợ ông mà ông không hề báo cho tôi biết? Báo mà biết là làm cái gì? Để tôi đăng ký dự thi. Trời ơi. Sai. Sai cái con mẹ mày. Này, cái cuộc thi hoa hậu phu nhân này nhá, ông tổ chức phải cho tôi đậu giải hoa hậu đấy. Ông mà không có cho tôi đậu giải, tôi phát banh cái chương trình này ra đấy. Trời ơi, cho mà đậu á hậu á là tôi đã á khẩu rồi. Không gì là hoa hậu. Đúng, anh nói đúng đó chị. Không có được đâu. Dừ mày ấy, cứ ý kiến suốt à. Này, tôi nói cho biết tại sao mà tôi thi hoa hậu là vì sao. Điều thứ nhất, tôi đậu giải hoa hậu để tôi thức tỉnh ông dậy. Ông lấy tôi chỉ 2 giờ sau là ông quên vợ ông không còn biết vợ ông xấu hay đẹp. Ông chỉ đi ngó con vợ hàng xóm. Rồi ông về ông nhìn tôi, ông xìu xìu ảnh ảnh. Tôi bảo ông ủi, ông không chịu ủi. Có đúng không? Đúng. Điều thứ hai, tôi đậu giải hoa hậu phu nhân rất có lợi cho cái business ế khách của tôi. Tiệm giặt ủi của tôi đang ế khách sẽ đông khách nườm nượp vì tôi đội vương miện, tôi mặc bikini, tôi đứng tôi giặt đồ, tôi ủi đồ. Lúc đó khách không muốn đến cũng phải đến. Đến là vì muốn ngó cái body hấp dẫn của tôi. Có đúng không? Không có gì phải ói. Tôi nói xong tôi còn mắc ói nữa đây này. Điều thứ ba, tôi đậu giải hoa hậu phu nhân, lúc đó két nhí sẽ theo tôi nườm nượp. Khi đó tôi sẽ sống trong cảnh phi công trẻ lái máy bay bà già. Lúc đó tôi cũng không có thời gian đâu mà lái ông. Ông có muốn lái tôi cũng không còn sức đâu mà lái ông nhá. Hiểu chưa? Có đúng không? Đúng. Có đúng không? Rồi đúng không? Đúng. Chị nói đúng. Đúng em... con khỉ. Hả? Tao nói cho mày biết nha con quỷ. Cái gì? À không, tôi nói cho bà biết nha, tôi đã nhận người ta 65.000 rồi, không có bỏ được. Này, 65.000 hả? Tôi trả ông thẳng 70.000. Ở dưới đây có ai trả 75.000 không? Không, tôi điều. Trời ơi, sao bà ăn gian vậy? Ba. À dạ. Đi theo, khách khe cho chị trả em 5.000. Hả, chị cho em 5.000? Đúng. Tránh ra còn 500. Trời ơi. Không ngờ chị giặt ủi mà chị giàu có quá. Hồi đó giờ em đâu có dám đứng gần chị, em đứng xa xa không à. Giờ đứng gần chị mới thấy chị, thôi ôi, đẹp lộng lẫy, đẹp lồng lộn, đẹp long lanh, đẹp lạ lùng. Tôi nói chị, nói chung là chị đẹp chuẩn không cần chỉnh. Chị thích làm hoa hậu phải không? Ba cái dương miệng đó nó bắn mười mấy đồng cái, em mua cả chục cái trong đây nè. Để em lựa một cái cho vừa hợp với chị nha.
đứng tàn 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 méo 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 đi chị. Trời. Còn cái mỏ méo thì dễ thương. Vậy tay chào, vậy tay chào chị. Bước đi đi chị. Trời ơi. Tàn 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 tàn. Chú rể đứng sát vô. Chị... Chú rể đứng sát vô. Chú rể nè. Dạ đứng sát vô. Tao nói đúng là trời xanh một cặp chị á. Hai đứa dắt nhau vô động phòng đi. Gì? Hả? Giết mà chết cho mày. Em nói lộn. Hai đứa dắt nhau vô phòng. À. Trao giải đi. Dạ thưa quý vị, đây là phu quân, còn em là phu nhân. Chúng em tự tổ chức, chúng em tự giật giải. Nói chung là chúng em tự xử. Dạ em xin chào quý vị ạ. Trời ơi, tôi tổ chức mà đi con quỷ dài tôi nó hốt giải. Kể từ bây giờ, ai đang đi cửa hậu, muốn đi cửa chính làm hoa hậu, kiếm em take care cho. Nhục nhã. Trời ơi, có gì đâu mà nhục em. Sao nói quá. Đợt. Dạ, ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Có gì? Coi kìa cái tướng tá anh á, như con heo nọc vậy đó. Mà đủ chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó. Mà còn có chút xíu à. Cái gì? Nói này nè. Ủa, sao em biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà. Nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quen đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn, em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tai gai mắt anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữa cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cho thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ em, mắc cỡ quá đi. Trời ơi, tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học cung phu trong mấy cái phim tàu thôi chứ em sao được nè. Đó thấy chưa, nè tương trợ nè, cho nên nè trầy trụa tay chân nè, rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng rượt theo là ăn cướp. Em rượt nó 3-4 ngã tư đường. Em nhắm em đàn bà em rượt theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Trời, em té theo mà cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha? Quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, thì tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ, chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì vậy? Em báo cho anh biết, trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi, mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền, biết chưa? Thầy hiền cho nên em có thường anh đó đến giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe, bữa hổm đi cine cũng vậy nữa. Cái thằng cha kia kìa, chả công khai chả bóp. Bóp cái gì? Chả bóp đít em. Trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vụ em đập nó phun máu đầu. Ha? Tưởng sao thấy phun máu đầu cứ xỉu. Trời ơi, đàn ông gì mà kỳ vậy, đàn ông kỳ vậy. Thì anh cũng đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê. Cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho anh biết ha. Thà em lấy thằng khùng mà nó gan, còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm, anh qua bên má anh coi má sai cái gì từ sáng giờ mới nhắn trong phone mấy lần. Đi lẹ lẹ vậy ăn cơm. Nhưng mà em có cần anh phụ là làm không? Sao tôi hiền tôi lấy nhận vợ vô con quá trời. Đực, anh chửi em gì á? Không có, anh nói em dễ thương quá. Thôi đi nha. Đi lẹ lẹ. Trời ơi là trời, tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy, trời ơi là trời. Au.
Dậy hả? Dậy mày. À, đánh lộn hả? Trời ơi, cướp ban ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương tự. Chết cha, không có dao. Đây, có cây. Chờ lỡ cây. À, vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặt con nhất. Đứng lại. Đứng đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Ngồi xuống. Đi đâu? Sao có thân gấp? Ngồi lên. Đi về bóp. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Ngồi lên. Tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đâu. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Hên nha con. Hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi. Tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được? Anh nói sao? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à? Thì nào mày chết cho mày. Dám quýnh cảnh sát hả? Hả? Tù một công nghe chưa? Để mày! Để lên! Phen này cho mày tù đột xương luôn! Đi! Vô! Vô! Officer! Gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để... Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? À? Lãnh cái đầu của mày á. Đi, vô. Nè. Bao nhiêu mà? Ê! Tụi mày coi chừng tao nghe chưa? Tụi mày coi chừng tao à? Ê, ê! Thấy chữ gì không mày? Ai cho mày ngồi đó? Ủa, chỗ này có anh hả? Ai cho mày ngồi đây? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Xin lỗi. Vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời đất ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm hả? Gì ấn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ, tháo ra mày. Tại sao bà tháo? Giờ tao kêu mày tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy. Cũng Omega vậy ha. Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Báo tối. Gì vậy? Ê, gì vậy? Dài hiệu gì mày? Gucci. 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 À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải Gucci. Gucci make in Củ Chi. Củ Chi hả? Củ Chi cũng lấy nè. Lột ra mày. Nó mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì? Mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Vậy nó kêu mày lột không? Lột thì lột chứ trời. Ủa, tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê, chuột. Ê, dạ, đại ca. Người. Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó để nạp cho đại ca mà. Ngày này đại ca. Ông hồ ngon lành đại ca. À, ngon lành. À, gai không? Omega đàng hoàng á, Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca, đó đại ca thấy không? Đó, bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang size số 9 đại ca. Em mang size số 13, 14 mà.
Em đâu phải số đen. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê, gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi không biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, tôi hiểu mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng. Born to die. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, dạ, kính chào đại ca Ba Tu Đo. Nghe thở. Dạ, dạ, kính chào đại ca Born to die. Thuộc. Đúng mày. Gì vậy? Da mày ăn gì bệnh như mày? Tới đây ngủ tao mày. Chết. Ê, dạ, đại ca, em. Đại ca. Rồi. Em đâu có. Tối để tao ngủ với nó chứ. Hả? Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính tiền em biết mà. Tao ngủ trước rồi, tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm. Dạ em biết, đại ca hiểu lầm em nữa. Chết tôi rồi. Trời ơi, vợ dạ, tôi hại tôi rồi. Vợ dạ. Officer. Ôi trời ơi, ghê quá. Chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? Mày đợi chút đi. Tụi bay giỡn mặt hả mày hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho bay cho bay giật hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Đại ca. Nó làm gì dữ vậy trời? Gì vậy? Bay nữa mày. Ôi sao sờ đứt quay vậy? Mày làm gì à hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm hay không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á, tìm cách để trị tội mày đó, mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nó nghe chưa? Hồi sáng này á mày đánh ai mày nhớ không? Thì tôi lộn mà, tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca, tôi đánh trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè. Ông ta chuyên môn hoạt động underwear. Undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dán tay không ha? Mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha? Mày ngon ha? Mày giải thoát cho con cái thằng cướp khét tiếng này chưa? Officer à, vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó, gặp sự bất bình mà rút dao đó, giờ này rồi tôi chém chết cha của trung úy đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là du đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Đại ca. Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi. Vị sếp trời ơi. Đánh. Cảnh sát. Lên. Nguyên cái lũ bọn du đảng á, bon to die này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy nát cái thành phố này. Cả cái đồn cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, trung úy cảnh sát Danny á, ra tay mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Trời ơi, tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay. Phen này á, cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Gì cái... Tao nói cho mày biết nha. Mày cứ ngồi ra đi, gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không? Nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù này nè, vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa? Không, chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao, nghe không? Sao dưng ra quay vậy? Ngồi dậy. Coi chừng tao nghe mày. Về. Anh hai. Hả? Bộ anh tay không mà anh hạ được trung úy Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi, trung úy Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha là súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Mà có thiệt không vậy? Ôi, tại anh trẻ đâu có ngờ là tôi... Trong giang hồ đó, nói thiệt với mấy chú á, nhiều khi á, mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng, mà mỗi lần nhắc đến trung úy Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết.
thằng nào đụng giá là gục à? Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường giá rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. À, dạ đại ca, có em, có em. Kiếp. Anh biểu ơi. Đại ca kiếm mày kiếm. Lấy cái áo ra mày. À, dạ, dạ. Mày cởi cái áo ra mày. Thao ca, cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. À, dạ đại ca. Hiểu mày. Dạ. Kiếp. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa, tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca ngồi. Dạ, dạ, con. Đại ca. Dọn sạch máy. Đại ca. Are you talking to me? Mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi, nhớ chưa? Dạ. Yeah. Đại ca. Đại ca kìa, cái chỗ này hồi xưa em ngồi á đại ca. À, dạ, dạ, dạ. Mấy giờ rồi chuột? Chuột. Dạ, dạ. Nhị ca, có em, có lấy em. Lấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca. Dạ, dạ. Lo cho sạch. Trả lại. Trả lại. Đó. Kiệt. Dạ, trời ơi, trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha. Kiết. Dạ. Lấy đôi giày này lau cho bóng, đưa lại cho đại ca. Em đánh bóng rồi á đại ca. Ừ. Đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy. Còn bóng rồi đại ca. Đó này. Thuốc mấy. Gầm. Gầm đâu? Ủa? Nhanh mày. À, tao nhớ, tao nhớ. Gì vậy? Ờ, không, em để gom đây nè. Đó 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 đại ca. Đó đó đó. Ăn gom đi. Nhị ca, nhị ca. Không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao nhị ca? Bây giờ sao? Em có đề nghị. Đề nghị gì? Nhị ca ra đây. Nhị ca, nhị ca. Thử thử chui vô bên dừa không? Đó. Coi chừng lộ mày, để tao. Mày để cho anh trả đây. Tối nay anh em mình chui tự đây ra nha. Mày hay. Dạ. Tối. Đại ca, đại ca. Ừ. Gì? Trung úy Danny nha. Ừ. Khét tiếng là giỏi võ. Ừ. Vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi là gục liền rồi. Ừ. Em nè, nói thiệt đại ca nha, em nè, tập võ mười mấy năm rồi nha. Ừ. Nhị đẳng Thái Cực Đạo nè, tam đẳng Karate nè, tứ đẳng Vô Vi Nam nè, ngũ đẳng Judo nè, đại khái em á là cao đẳng á. À. Em nói thiệt đại ca. Sao? Bữa nào đại ca vợt vài hiệp với em đại ca, cho em học hỏi mà vợt vài hiệp. Tôi muốn học hỏi hả? Dạ. À. Ê, anh nói chú nghe. Ừ, chuyện học hỏi đó thì từ từ. Bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu. Em biết, em biết phải tập mà. Thấy không? Thôi. Tối nay vượt ngục á, ra cái khỏi tù á, anh nhận chú làm đại đệ tử. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Giờ khỏi. Đại ca biết không? Đại ca, em á nha, thượng đài gần 100 lần rồi. Chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha, đường hẻm đường phố vậy nè. Nè, mới kỳ mới thi thi lên đài nè. Đó, sao? Em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng Thái Cực Đạo. Yeah. Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp xuống sân nhị đẳng. Họ quýnh chết thằng đó mà bị tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả? Dạ. Em nói cho đại ca nghe nha, em có rất là hiếu học.
em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền. À, mà thân cỡ nào thân nha đại ca. Sao? Lên đấu võ đài với em á là em chơi xả láng luôn. Xả láng luôn hả? Chơi xả láng chết chịu ơi nè không? Đẻ ra là biết là phải chết liền nè đó. Đái xuống nữa. Đó, đái xuống mà. Hả? Thầy ca, cứ dạ cho em về đường rồi cứ chơi. Mời, mời thầy ca. Dạ. Yeah. Cứ chơi thoải mái, mời. Nè nè nè. Mời thầy ca. Everything guy okay? Okay, okay, ông sao? Okay. Okay. Everything okay, man. Okay, good, good, good. Okay, okay. Chúng ta cái chưa? Okay, man. Đại ca, mời. Chụt. Dạ, nhị ca, có em, có em. Mày hổng. Dạ, hổng vô gì? Cái nhất đặng, nhị đặng, tam đặng, tứ đặng, cao đặng của mày. Dạ. Thì là đi dọa con nít. Dạ, nhị ca. Đúng rồi. Đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày? Không, không có đâu, em kêu đại ca giỡn với em. Giỡn. Còn không mau ra xin lỗi đại ca. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú ơi. Việc gì đấy? Tôi thông cảm cho chú lắm. Cảm ơn đại ca. Hồi đó chú, anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó. Đó. Ngứa tài ngứa chân vậy đó. Đại ca. Sao? Đại ca. Chuyện gì? Bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Chudai. Ừ. Xin mời đại ca. Thôi. Khỏi xin lỗi, tôi đã bỏ qua rồi mà. Chú quên chuyện đó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Man! Đó, tối nay có chuyện thôi. Được cái gì ca, có lý à. Mà lâu quá là biết rồi, tao còn đắng đường nữa. Còn ngon, còn ngon. Ê, đó, đá. Ê, Nhị ca, Nhị ca, nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó, nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Huy á, bay kêu cao cao đá cái khớp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu gối á. Vậy luôn á. Vậy mà cái đầu của nó á, trời luôn. Quá, quá, tao quên rồi. Quên hả? Em giỡn với đại ca, em giật lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giật á. Ok. Ha, chuẩn bị nha. Đó đó. Đa. Đa tạ Nhị ca. Nương tại em. Đó, đó. Đại ca thấy không? Nhị ta, Nhị ca nương tại em á. Không ngồi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca. Xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, what's up baby? Tôi giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nữa mày. Nến. Bà muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đánh sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyện bọn ăn cướp, là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt, sao bắt người ta? Can thiệp. Ờ, can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát chưa vô quý ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Làm bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Hả? Đại ca. Xin mời. Mời đại ca. Bà luôn. Gì? Tôi nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được. Tôi sẽ về tôi mở họp báo. Ở đi. Tôi sẽ mời báo chí truyền hình truyền thanh tới ha, báo cho họ biết Trung úy Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó còn có còn nể của Trung úy Danny của ông nữa không? Hả, con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung úy Danny như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ lận cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả? Còn ông á, đó mày cái cha mày vô. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, ông huynh, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó. Móc chừng nào cũng được, móc chừng nào cũng được, rồi báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì? Hiện bây giờ á, Trung úy cảnh sát Danny á, đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy nói sao? Nhưng mà... Cái gì? Bà hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả chồng bà ra.
Thừa. Nói gì mà chả đừng có la lối ông sầm cũng được nha. Không. Đó. Bởi vì trung quý cảnh sát Đà Nẵng là bộ của tôi. Hả? À, làm gì? Làm gì vậy? Vợ làm có lị sợ nha. Thở đâu hứa cho tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì? Uy tín. Uy tín. Tượng trưng cho đồng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc. Mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi bây giờ tôi về. Tôi hứa chắc với ông uy tín này mình. Khoan về đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê. Ê. Cũng là mày đó nghe mày. Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đàng hoàng với mày. Mặt với tao hoài. Thằng áo vàng. Thằng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thốt cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Cái gì? Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Mày chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm. Không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, để khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng rồi điên rồi hả? Ở nhà có nước thù cũng sợ gì đây làm bài đại ca. Trời ơi, thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện con nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt với em nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình, càng thấy máu không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi, tôi ghét lộn rồi đó. Vắng vài năm nay mới gặp lại. Nhớ nhớ mừng vui nhớ mừng mừng. Nhớ hôm nào nó gần là cu tí. Vẫn hay nũng nịu đội bia hơi. Đến nay vẫn còn gian ác. Mình gài gài giùm em cái áo của mình lẹ lên mình. À. Trời đất ơi lẹ lên đi, sửa sàng xong chưa? Hôm nay đón con nó Việt Kiều nó về nước phải chuẩn bị cho nó tươm tất nghe không? Đâu coi coi nhà cửa coi coi đó. Đây nè. Mà không miễn một mình nó về nữa mà còn dâu nó dẫn con dâu về nữa cho nên là phải làm sao cho nó tươm tất cài giùm cài giùm em coi đó. Rồi nhà cửa mình xong chưa để coi cho nó đàng hoàng coi làm sao chứ đó. Mà cái thằng này sao nó không cho mình ra phi trường đón nó ta đó. Coi cái này sao không gài vòng qua đây gài giùm một cái coi đó, gài đi ra rồi mà không biết dâu con nó làm sao đây nữa. Cái gì mà vậy? Đứng lại cho tôi. Trời ơi, muốn tôi gài phải đứng lại tôi mới gài được chứ. Trời, nãy giờ chưa gài được hả? Trời ơi, nói một cái là đi như con lật đật vậy đó. Lẹ lên. Đó, con trai nó ngoài quốc nó về rồi nó đưa dâu về đây nữa rồi. Cầu trời làm sao mà cho con nghe nè, nó có đứa dâu hiền lành ngoan ngoãn mình nở mặt nở mày với bè bạn hay ông ha. À. Đó, rồi xong chưa nhà cửa dọn dẹp xong chưa mình? Xong rồi. Con nó sắp về tới nơi rồi đó. Ừ. Trời đất ơi. Cái gì? Sao có tivi đâu mất rồi? Cất rồi. Cất chi sao không để chân? Chừng chi vậy mình? Con mình nó ngoại quốc về, nó thấy nhà không có tivi, nó bỏ tiền nó mua tivi cho ba má. À, xong rồi mai mốt nó về ngoại quốc thì mình lấy tiền mua vàng mình cất mình dưỡng già, thấy không? Tính vậy chứ. Nóng quá mình mở cho em cái quạt coi mình. Trời ơi. Trời đất ơi. Hả? Cái quạt máy này đâu rồi? Em quên, giấu rồi. Trời ơi, giấu chi xong để chân. Chân chi nữa, con mình nó về nó thấy nhà cửa không có quạt máy nóng được, nó thương cha thương mẹ, nó bỏ tiền nó mua máy lạnh cho mình biết không? Đó rồi nay mai nó về nước mà lấy tiền máy lạnh mua vàng cất dưỡng già. Trời ơi. Tôi coi coi nhà cửa. Ờ thôi mình ơi. Gì? Xuống lấy cho em cái búa mình. Chi vậy? Đập bể cái ghế chỗ này ra, con nó thương á, cái nó cho tiền đắp vô chỗ này nè. Trời ơi, đập cái này chuyện nhỏ, lại đây tôi nói bà nghe. Vụ gì? Tôi chỉ mà đập cái chỗ này bảo đảm mà có tiền xài dài dài cho tới chết luôn. Đâu, chỗ nào? Cái đầu tôi nè. Ờ ha. Thằng con mình nó có hiếu, nó thương ba lắm được rồi, đúng rồi đó, ý hay để em đập cho nó. Ê, trời ơi, bà đừng có quá đáng nha bà. Cái gì? Trời ơi, bà đừng có quên bà là má của nó, là người từng bánh da xẻ thịt đẻ ra nó. Đúng rồi. Bà tính toán đâu có được. Tôi nè, là ba đó nè,
Tôi không có cần bà cái vật chất ở đâu. Nó về đây hả? Bất quá tôi xin nó về tiệu tôi tắm hơi thôi. Cái gì? Đừng có giỡn mặt với tôi nghe, lo dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng đi. Cái thằng này sao nó không đưa vui mình ra phía trường mình đó. Vui quá, vui. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Mình, sao con nó về nè, nó nướng tới thăm mình mà mình sao mình vui dữ vậy? Nói người ta cười không? Con về không mừng, không lẽ buồn? Trời không, mình phải buồn, mình phải bệnh, mình làm nó buồn bệnh. Ý là mình thương nhớ con, biết không? Để con nó trả hiếu cho mình chứ. Bệnh đi mình, à, buồn bệnh. Bệnh ha? Ừ. Có liệt. Thôi. Cái gì vậy trời, nó có ho này, ho vừa vừa thôi, ho quá nó tưởng ho lao, nó bỏ về nước là chết à. Ho cho lịch sự thôi, ho vừa ho làm sao mà cho nó ra tiền đó. Ho quý phái ha. Ừ. Được rồi. Được chưa? Ho vậy nó elephant lắm á. Elephant hả? Ừ. Tôi xong, xong rồi. Còn bà sao? Cái gì? Bà bệnh gì? Có rồi, em tính rồi. À. Em bệnh này nè, chắc chắn con nó phải cho tiền à. Bệnh gì vậy? Thấp khớp kinh niên. Bệnh này tới già không chữa khỏi luôn vậy đó. Đâu thấp sao đâu? Ví dụ hai em mời vừa gặp con á, em đi điên cái đó, à, quẹo quặng như vậy. Xong cái em lại bước tới gặp con cái em quẹo vậy. Đó, à, vậy đó. Bà làm sao giống hoa hậu tàn tật quá. Vậy đó hả? Thôi giờ vậy đi ha. Ủa, chết rồi. Trời, cái gì khác thôi vậy? Chết rồi. Cái nồi cá kho tổ của em non kho cho thằng con nó về. Nó khét chết rồi, thôi em phải vô. Em phải vô coi không. Nhưng mà trước khi gặp con em phải tàn tật cái gì đó cho nó thương. Cái tướng vậy chắc tối nay tôi phải đi bị ôm quá. Nãy nói rồi, nãy ở chuyện máy bay Đài Loan á, sao? Anh nói em là làm ơn thay cái quần dài vô giùm anh một cái. Về tới Việt Nam mặc đồ lồi da lồi thịt kỳ quá. Anh nói sao vậy? Em tốt phe xấu che chứ bộ. Thì phải rồi, tốt khoe thì xấu che. Làm ơn che là giùm cái đi. Trời ơi, người ta có cái đùi đẹp người ta phải phe chứ. Gì? Đùi đẹp hả? Ủa. Trời ơi, đùi đẹp, đùi người ta dài như vậy nè. Con đuôi bá có vậy mà khoe. Anh nói xấu em giận, em giận quá. Anh vẫn chơi chút xíu thôi. Anh, ừ, mới về thăm ba má anh lần đầu tiên đó. À. Em sợ ba má anh khó tánh đó. Em hồi hộp quá à, em hồi hộp quá à. Trời đất ơi, hồi hộp quá à, hồi hộp quá à. Hồi hộp bả vậy á. Ủa? Anh sợ ba má, anh thấy tướng em, ba má anh hồi hộp cho em hồi hộp gì. Không sao đâu, anh nói em nghe. Lần nào anh gọi điện thoại về Việt Nam á, anh cũng nói ba má ơi, ba má sắp sửa có con dâu. Ủa? Đẹp, dễ thương mà còn hiền nữa. Thì em đẹp, em dễ thương, em hiền thiệt chứ bộ. Ờ, à, thấy chưa? Mà không hồi hộp sao được. Sao? Em mới lấy chồng lần thứ nhất chứ bộ. Vậy, vậy, vậy. Muốn mới lấy chồng lần thứ nhất hả? Ừ à. Bộ em tính lấy chồng lần thứ hai, lần thứ ba nữa sao đây? Không chồng á. Ê, ê, đừng giỡn với tôi nha, tôi quýnh chết bây giờ á. Giỡn, giỡn, giỡn hả? Trời ơi, ghen kìa. Hở ra cái ghen, hở ra cái ghen à. Có chồng ghen ghét ghê vậy đó. Không ghen sao được, có vợ đẹp không ghen sao được. Tại vì anh chỉ muốn tiền của em là của riêng anh thôi. Vậy? Không, tình của em là của riêng anh. Thấy không? Anh nói sao thì anh là mối tình đầu tiên của em đó. Gì? Mối tình đầu tiên hả? Ừ à. Sao nhiều kinh nghiệm vậy? Anh nhớ lần đầu tiên chở đi biển chơi, mình tính thử thôi. Mình nói em ơi, cho anh nha em. Tưởng đâu từ chối hay giờ cho liền à. Bởi vì mới kẹt tới ngày hôm nay nè. Anh muốn em giỡn á, Ôi anh giỡn mà, giỡn á. Trời ơi, giỡn hoài à. Biết quá. Anh nói nghe kỳ này á, mình về Việt Nam. Ừ à. Không, nhất là em nữa. Ừ à. Em đẹp, em dễ thương, mình phải tổ chức đám cưới thiệt là lớn nha em, để cho ba má anh rạng rỡ với bà con lối xóm nha. Thì đương nhiên rồi đó. Ờ, nè. Sao? Em... Ý anh muốn gì? Ờ, hiểu ý hay quá, em dễ thương ghê đó. Em ứng ra trước cho anh 20 sấp nha. 20 sấp giải hả? Tự nhiên ứng 20 sấp giải đã quấn em thành xác ướp hả? Không phải, 20.000 đô la đó, để anh lôi đám cưới. Cái chuyện đó chuyện nhỏ, em biết rồi em lo liệu rồi, chút xíu nữa em đưa cho. Trời ơi, em dễ thương quá à. Em về Mỹ em bắt thợ nó vũa tháng em lấy lại hết à. Ờ, được nghe, được em. Ừ à. À, bây giờ nói nghe nè. Thôi bây giờ chuẩn bị ba má anh ra rồi đó, bây giờ em vô rửa mặt cho tôi lên xíu đi. Bộ mặt em của tôi hả? Trời ơi, sọc dưa nhiều quá kìa. Trời ơi, mặt tôi đẹp vậy mà là sọc dưa. Thôi đi em, đi đi. Chịu đâu, nãy em ra ngoài ngõ đó, em thấy chú đầu ngõ anh đó có cái xe gì mà cái trái gì nó xanh xanh, nó tròn tròn ấy, người ta xẻ nó ra, nó tòe ra vậy nè.
con trái gì mà tè cái vậy? Nó tè cái gì nó có cái chén mắm ruốc chỉ là ớt ở trên nó. Chén gì á? À, trái cốc. Đúng rồi, trái cốc. Em xèm trái cốc chứ em xèm nhắm em dài mua đó. Ngày xưa em như cô tắm nhiếc. Trời ơi trời, sắp sửa có cháu ngoại mà còn nhí nhảnh nữa, nhìn phát ói à. Ủa sao ba má nó mất tiêu hết trơn rồi? Anybody home? Anybody home? Trời ơi, cô Mi. Mami. Trời ơi, cô Mi. Mami. Đá đi. Ê, dạ. Mất cặp đồ đá mày. Dạ, không có, không có, con xin lỗi, xin lỗi. Chào ba. Chào má. Trời đất ơi, tôi chào má. Trời đất ơi. Tao mới về. Hả? Trời ơi. À, không, à, xin lỗi ba má. Tại vì con qua Mỹ lâu quá rồi, cho nên tiếng Việt quên, tiếng Mỹ cũng không biết luôn. Trời đất ơi, cô Bi. Dạ. Sao? Trời ơi, con ơi. Dạ. Con ở Mỹ con đi đào kinh thủy lợi, sao mà phơi nắng giữ tóc con nó cháy vàng khè vậy con? No daddy. Cái này người ta gọi là tóc highlight. Highlight là sao? Tóc thời trang người ta gọi là tóc xù lông nhiễm. Ôi trời, trời ai trà giới bức tóc dục quăng. Trời ơi. Yeah. Trời ơi, cu bi lại đây với má cu no, bi. No mami. Hả? Con qua Mỹ không ai gọi là cu bi nữa rồi. Chứ gọi là cái gì? Con lấy tên Mỹ. Tên gì? Tên là Bob. Trời ơi, Bob bi. No mami. Tên người ta Bob thôi, đừng có bi, nghe đau lắm. Mình thấy chưa, nó lớn nó đâu có chịu theo em đâu. Dạ. Vậy thôi bóp ba qua đây với em. Con ơi, bữa nay có con đừng có bóp bậy bạ ba. Thôi mình. Daddy, mommy. Hả? Lần đầu tiên con về Việt Nam, bao nhiêu năm xa cách, về thấy ba má khỏe mạnh con vui lắm. Cảm ơn. Ba má. Ủa? Đâu, đâu, đâu có, bệnh bệnh con. Ba bệnh dữ lắm con ơi, ba bệnh ba. Ủa? Ba bị bệnh gì vậy má? Ba xuyển con ơi, nuốt 70 con thằng lằn mà chưa có hết đó. Xuyển. À, không sao đâu ba, không sao đâu. Để con về Mỹ, con sẽ mua thuốc gửi về cho ba uống nha. Trời không ơi. Kịp đâu con ơi. Sao trời vậy ba? Ơi, Bob, con về Mỹ con gửi thuốc qua là trễ rồi. Ba cái bệnh này nè, ba dán thuốc dán cho ba hết liền à. Ủa, bệnh ho sao dán thuốc dán mà hết? Dán cái loại thuốc dán màu xanh đó con. Thuốc dán gì? Có số nữa con. Dạ, thuốc dán màu xanh dày nè con. Đó, cái ba hết liền, ba khỏe liền. Con hiểu rồi. À. Bao nhiêu năm xa cách ba tôi làm thợ vẽ. Con hiểu đó, rồi, con sẵn sàng chuẩn bị. Xanh xanh có số. Khỏe ba. Khỏe thợ ba. Dán vô cái nó khỏe liền bà ơi. Dạ, dạ. Mình có hiểu quá, trời dạ. Đó ba. Mày thấy chưa, trời ơi, tên em. Nhưng mà cũng may, một bệnh ba bệnh thôi. Má tôi bệnh được chết cha thôi rồi. Cô Bi. Dạ. Mày nhìn má gì mà nói má khỏe hả cô Bi? Mày nhìn vậy mà nói má khỏe hả? Má bệnh dữ lắm đó con. Má còn bị thấp khớp kinh niên đó. Trời ơi, má nói thiệt mà Bi. Má nói con nghe nè, đó thấy chưa, đó thấp khớp. Cô chừng em ơi. Em bước cô chừng em. Cô chừng, cô chừng. Trời ơi, cô chừng. Má ơi, má ơi, không sao đâu. Cũng may là lần này con về, con có đem theo một lố salon bát. Trời ơi, salon bát, má con thích lại salon bát màu xanh thôi. Bà nói sao vậy, salon bát màu trắng mà. Tao thích màu xanh mày, vừa phải thôi, màu xanh. À, con hiểu rồi. Ba tôi làm thợ vẽ, còn má tôi làm họa sĩ. Ờ, dạ, quá. Dạ, có rồi, có rồi đi má, màu xanh. Má nhức chỗ nào? Má nhức đây nè con. Lẹ lẹ đi con. Mà con đau ở đây. Đó. Hay sao? Trời ơi, nó nhẹ, giờ em tung tăng được rồi nó mình. Tên 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 tên. Trời ơi, con chóng mặt quá, xin phép ba má con vô rửa mặt. Trời ơi. Trời ơi, thấy chưa, đưa tiền lại cho em. Trời ơi, mình ơi là mình, em con nó có hiếu vậy đó. Nó báo hiếu mình vậy còn muốn gì nữa. Em thiệt. Ai vậy? Hả? Bóp. Trời ơi, sao trắng quá. Trời đất ơi, trời đất ơi, sao vậy? Sao con dữ vậy? Thôi đúng rồi, ông ơi. Dạ. Dì Kiều. Dì Kiều hả? Dì Kiều. À, dạ. Dạ, 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 chào bà. Chắc bà đây là má dâu tương lai tôi hen. Dạ, chào mời chị bà. Xui, trời dạ. Ơi, chị xui. Trời ơi. Thằng Bi và tôi á, dạ. Có gửi hình con gái chị về cho vợ chồng tôi coi. Công nhận nó giống chị quá xa. Y chang. Mà công nhận nha, trời ơi, chị xui già sao bận đồ. Còn chị chơi quá. Ê, ê.
mũi 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 mầm dữ lắm. Trời ơi, ta nói cái thằng Bi nó tệ quá à. Dạ. Nó đưa má vợ nó về nó không báo cho tôi biết thì mà tiếp. Trời ơi, xá lẻ chị Xu ơi, xá lẻ, xá lẻ. Chị Xu mời chị ngồi, mời chị ngồi. Trời ơi chị Xu ơi, khát nước không? Đừng vô lấy nước chị Xu uống nha. Để lấy nước anh. Trời ơi, đi máy bay mà anh nó không già cỡ tụi mình á, ngồi máy bay lâu đau lưng lắm chị ơi. Dạ. Tôi biết mà, xin lỗi nha chị Xu. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Nè. Dạ. Bi. Dạ. Trời ơi, ba má buồn dữ lắm nha không? Dạ sao má? Trời ơi, mày đưa má vợ mày về mày không nói ba má tiếp rước để kỳ cục quá. Dạ. Ai má vợ? Nè. Nè. Gì vậy? Sao vậy mà? Không phải ba má. Không phải. Cái này là con dâu của ba má nè. Em đây là ba má của anh nè. Dạ. Em chào ba má anh đi. Chào ba má anh đi. Chào. Anh giới thiệu em trước. Dạ thưa ba má, đây là Jennifer Lung. Cái gì? Tiếng Việt là Jennifer Lũng. Hả? Dạ chào. Dạ Jennifer Lũng kính chào hai bác. Em gì hai bác? Sắp sửa làm con dâu mà chào ba má. Dạ Lũng kính chào ba má. Hả? Con nói má nghe. Ảnh là mối tình đầu của con. Dạ. Con cũng là mối tình đầu của ảnh đó. Rồi ba má ơi, sao gặp con dâu mặt ba má buồn bí xị vui vui lên ba. Vui cái ông nội mày á. Dạ. Dạ xin phép ba má. Em trời nóng mặt em đường hẻm sột dưa nhiều quá. Em vô đắp phấn lăn lán cho trẻ xíu anh cái đi. Thôi em có đi tắm đâu. Đi tắm giùm anh cái đi. Em tắm sủa không à. Ở đây đâu có sủa cho em tắm đâu. Vậy em mới tắm ở bên Mỹ trước khi về Việt Nam chứ bộ. Dạ. Thôi để về Mỹ em tắm luôn đi. Ở đây có 2 tháng chứ tầm nhiều ơi. Đâu 2 tháng chịu sao nổi em. Mà em nói anh nghe nè. Cái gì? Em nhịn lắm đó nghe. Dạ. Em thương anh, em nhịn lắm đó. Anh biết. Thôi rồi ơi, em giận cứng mà em cắn em không chịu á. Cái gì vậy? Chừng nuốt hàm răng giả bây giờ á. Cái gì vậy? Sợ xúc răng giả chứ gì. Thôi bây giờ đi đem. Đi vô mạnh cái đi. Anh dìu em vô em mới chịu á. Trời không chừng dìu mà. Không chịu đâu. Anh bồng mua cho lẹ. Vô trọng lấy sữa ông Thọ cho nó tắm. Mình ơi em khổ quá mình ơi. Khổ gì tại bà không biết dạy con. Làm sao mà em biết nữa, nó qua ngoại quốc nó chọn kỳ cục quá trời. Kêu ra tôi biểu. Bác Bi. Bác Bi. Bác Bi. Bác. Con nói với ba má rồi bóp thôi Bi hoài à. Ba mày qua đây ngồi lẹ lên. Dạ. Bi. Dạ. Mày ngồi xuống mày nghe má nói nè. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Trời ơi, bây giờ mày nghe má nói nghe. Má bỏ mười mấy ngàn đô la, má làm hồ sơ giả cho mày đi con lai sang Mỹ. Ít nhất mày phải học kỹ sư bác sĩ rồi mày lấy bác sĩ kỹ sư. Mày giống một con mẹ già bằng má về là sao vậy Bi? Tao cứ tưởng mày đem bả về giới thiệu cho tao nữa chứ. Bi nè, nghe má hỏi. Mày qua bên ngoại quốc á, giờ mẹ tao hỏi mày có quốc tịch chưa? Yes, I am. Nói tiếng Việt mày. Dạ, có rồi. Thấy chưa? Có quốc tịch rồi dễ lắm con ơi. Về Việt Nam tao nói con gái nói nhiều vô kể. Hoa hậu thì khó nghe chứ còn á hậu nha. Mày vớt bên đây 12 con nè, mày vớt bên đây 18 con đó. Á hậu nhiều lắm con ơi. Dạ cái này cũng hậu vậy. Hậu gì? Mẫu hậu. Mày giỡn á mày. Má mà nói đúng á. Bữa trước tao đi bia ôm đây nè. Cái gì bia ôm nè? Già hai thứ tóc mày còn đi vô mấy chỗ nhí làm gì? Muốn 3 ngàn nát cửa hả? Muốn cái gì? Thôi tụi đi bà. Ăn bánh tráng phơi sương. Mày làm gì vậy? Dạ thôi đừng có lộn mà. Trời đất ơi. Bữa trước tụi đi ăn bánh sáng phơi sương. Dạ. Trời ơi mấy bạn của ba già hết trơn rồi, già còn hơn tao nữa. Vậy mà mấy em đeo rồi. Mày không tin tối nay tao dẫn mày đi. Cái gì hả? Hả? Trời ơi hèn chi. Ngày nào cũng nói tôi là đi tối là đi học Anh Văn để qua bển thăm con té ra đi ăn bánh tráng phơi sương phải không? Muốn phơi sương phải không? Đâu, thôi. Ngày nào cũng phơi sương phải không? Bà này đừng có đa nghi vậy nha. Thôi tao đi có 2 lần à. Thôi, đâu có đủ sức. Đủ sức cái gì nè? Nè, quay lại đi coi. Muốn ba nhà nát cửa phải không? Muốn cái gì? Shut up. Cái gì? Shut up. Cái gì vậy? Bi. Trời ơi, má bỏ tiền cho mày qua ngoại quốc để mày có tiền mày gửi về cho má xe Honda, xe Dream, tự nhiên mày gửi về cho má xe đạp là sao vậy con? Ủa, con nói xe đạp hồi nào? Thì con vừa nói xe đạp đó. Không phải, con nói set up có nghĩa là im đi đừng cãi nữa. Trời ơi, tiếng Anh dạ. Mày khổ quá. Nhưng mà con nói thiệt với ba nha. Cái gì? Đây là mối tình đầu của con đó ba. Trời ơi, bây giờ cho con khờ quá. Hồi đó tao ở với cả chục người đó. Cái chuyện tao gặp má mày tao cũng nói là mối tình đầu. Bảo đâu có biết mẹ gì đâu. Sao không biết? Tôi rành quá chứ bộ ông tưởng ông là người đầu tiên tới với tôi á. Xin lỗi ông thứ 12 được nghe không?
Thôi ba má ơi đừng có cãi. Con nói thiệt với ba má nha, con có nỗi khổ tâm của con á. Con lỡ cái gì phải không con? Dạ con lỡ rồi. Con lỡ cái gì vậy con? Dạ. Không lẽ nó có bầu hả? Trời đất ơi, ba nghĩ sao vậy? Cái tướng bà đó còn đẻ được hả? Hả? Có môn đẻ ra hộp vịt lộn á. Con lỡ lỡ chuyện khác kìa. Lỡ chuyện gì chuyện con? Gì? Ba má muốn biết không? Biết biết chuyện gì. Ủa? Con? Có gì con khổ dữ vậy con? Ba chờ con xíu. Cái gì vậy? Con sợ nghe. Nó đang tắm sữa, tổng không có nghe đâu mày ơi. Coi chừng mất mấy hộp sữa ông thọ của tao đó. Ba. Cái gì? Ba má nghe. Cái gì? Bà làm chủ tiệm nail. Kệ mẹ nó chứ. Nhưng mà con làm cho bà. Kệ mẹ mày chứ. Cái này mới chết mẹ con nè. Trời ơi. Cái gì? Bà má biết sao không? Bữa hổm á, cô làm trong tiệm nail của bà. Sao? Có nhỏ khách. Nó mặc đồ phía trước ngực á. Nó khoét sâu vậy nè. Trời đất ơi. Con lo dũa. Dũa mà con lo nghía. Rồi sao con? Con dũa hồi tay khách nó thành vậy. Hả? Trời đất ơi. Còn sao? Bởi vậy người ta mới đòi thưa con, bắt con vô tù. Con không nhờ bà beo con ra, lãnh con ra thì con ở tù rồi. Tôi chết. Bởi vậy ơi, con mới được. Không thương người ta thì đừng có lấy. Ba dạy con sao? Sống trên đời phải có lương tâm. Con không biết. Nhưng mà lương tâm không bằng lương thực. Thôi mày ơi, tao nói này nè, nợ tiền thì mình trả bằng tiền, con còn có chuyện tình cảm để má tính cho. Thôi má ơi, má tính sao được tính, bây giờ con đâu có tiền để con trả cho người ta. Trời má ơi, sao mày nói với ba má là mày qua bệnh học bác sĩ kỹ sư? Có nhưng mới tính à. Trời đất, trời ơi, thôi chết. Dạ. Rồi con ơi, là chết. Con mày thôi ơi. Được rồi, bây giờ cái chuyện để mày để cho tao tính. Dạ đúng rồi, để cho má mày tính đi. Má tính sao má? Má, tao nói thiệt với mày nha, không tao lấy mấy chục năm, lấy bả mấy chục năm, má tao biết mà. Có chuyện gì mà cần chửi thẳng vào mặt người ta đó là không ai qua má mày hết trơn á. Đúng mà. Tao gặp bà tao sẽ chửi thẳng vào mặt bà. Tôi nói thưa bà. Con tôi banh da xẻ thịt tôi đẻ từ hồi tôi 14 tuổi rưỡi. Cái lúc mà cháu nó còn khóc e oe đó, tôi dâng hiến cho nó 2 bầu sữa. Không lẽ má có 3 bầu sữa? Má mà có 3 bầu giá má cũng tặng con luôn. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, con biết không? Đó. Rồi lớn lên ít nhất con phải lấy người xứng đôi vừa lứa cho ba má nở mặt nở mày. Chứ lấy đâu mà lấy một bà già như vậy. Tao hỏi mày ngày đám cưới mày lỡ bả đứng cạnh ba mày, cái người ta chúc bả với ba mày 100 năm hạnh phúc á. Thôi má ơi, con nghĩ làm như vậy thấy tàn nhẫn quá. Tao không tàn nhẫn, làm tao sao, làm sao tao sống với ba mày mấy chục năm nay được. Trời ơi. Anh ơi. Cái gì? Trời thôi rồi. Quá à. Thôi bây giờ anh ra khách sạn anh mướn phòng máy lạnh cho em ở đây, em chịu không có nổi, em chịu không có nổi rồi đó. Trời ơi em ơi em. Đúng đang rồi. Căng thẳng mà nổi gì nữa. Căng cái gì? Căng thẳng là vô qua nói chuyện. Nhà này quạt máy cũng có chứ đừng nói gì là máy lạnh nữa. Muốn thì ra khách sạn mà ở. Nhưng mà trước khi đi đó, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với bà. Má. Má đừng gọi con bằng bà má à. Má gọi con bằng bà con tổn thọ lắm. Chỉ còn có mấy bữa nữa là con làm đám cưới rồi. Và từ đó chốn phong ba con làm dâu nhà người. Đau buồn. Ủa mà con đau buồn. Con vui chết mẹ luôn vậy má. Vui mày thấy chết mà. Luôn vậy. Thì cũng chính là cái vụ đám cưới này đó. Dạ. Vợ chồng tôi phải cần nói chuyện gấp với bà đó. Ba con đừng kêu con bằng bà con tổn thọ lắm ba ơi. Con ở đây có 2 tháng à, con đám cưới có tuần lễ là con về thôi hả ba à. Vô đề bà. Đây nè. Dạ. Cái chuyện hôn nhân của thằng con tôi đó. Dạ. Tôi dứt khoát là. Má. Con nhớ rồi. Má đưa bàn tay ra con mới nhớ. Con có cái này con muốn tặng má mà nãy giờ con quanh. Nè, con tặng má chiếc hộp sàng này nè, cái tay má đeo chiếc này vô, trời ơi. Má ơi, đẹp vô cùng, má trồng vô thử coi má. Trời đất ơi. Wow. Nhưng mà chuyện hôn nhân là tôi dứt khoát là đẹp quá. Là thiệt hay giả vậy? Trời, con đâu dám giỡn mặt, má đâu má, cái này thiệt đó. Dạ. Dạ. Mà nó mấy kaka, mấy kaka. Cái này 2 kaka má ơi. Mà nước e đó má, nước e đó. Nước e xứng với má ghê chua. Trời ơi nó sáng quá trời đó mình ơi. Trời ơi Jennifer lủng lủng đây má. Dâu cưng của má. Má. Thấy hộp xoàn á là sáng mắt à. Má. Con nói cho ba nghe, hồi nãy con vô trong phòng á, con thấy nhà cửa mình chật chội khó chịu quá à. Ý con muốn á mua một căn nhà mới thiệt, mới mà lớn, nó thiệt lớn để ba có chỗ ba tiếp khách đó mà. Thôi kệ tôi. Nghèo nhưng mà tôi hạnh phúc. Tôi chỉ cần chiều sâu tâm hồn thôi. Mình ba lũng cũng có chiều sâu lắm mà ba chưa có khám phá
là đó thôi đó bà. Ý con muốn nói là ba má đó cứ chọn cái nhà nào đi con lợi con chụp con búp liền con đem dựng tặng ba má liền mất ha. Tôi không cần, bây giờ tôi tu tại gia rồi. Mình tiền bạc đối với tôi bây giờ là bà. Ủa, con nói là con mua nhà mới tặng cho ba má hả? Dạ đúng. Je vous salue madame. Ba nói gì, ba con ở Mỹ về ba nói tiếng Tây sao con biết được ba? Tao cũng đâu có hiểu. Đúng rồi đó em. À, bây giờ sẵn nhà cũ á, bây giờ mình bán nhà đi, mua nhà mới ha. Không được, cái nhà này nhà kỷ niệm của ba má. Em muốn sửa lại cho đẹp, thì đẹp cho mới thì mới, để ba má cho người ta mướn để lấy chút tiền xài mất. Đúng rồi đó con. Trời ơi, ta nói cái nhà này nha, con cất lên cho má 10 tầng nha con. Dạ. Mỗi tầng một cái toilet nha. Dạ. Sân thượng là cũng phải có toilet đó nha. Dạ. Để má vừa đi toilet, má vừa ngắm sao trời nha con. Dạ, chảnh ghê vậy má. Vui quá. Dạ. Bà, rồi nãy bà nghe. Ba nói cái chuyện gì vậy? Hồi nãy bà muốn nói con cái chuyện gì vậy ba? Ba bàn chuyện gì vậy ba? Không, hồi nãy ba chỉ muốn hỏi là con đã lựa được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn với thằng Bi nhà của ba má đó mà. Dạ. Đó, cái đó quan trọng, cái đó quan trọng. Con qua má nói nghe nè. Dạ, con đây. Chắc con tụi con khắn phải không? Ủa sao má biết con tuổi con rắn hay quá vậy? Nhìn cái đầu là biết liền à. Trời ơi, khắn quá trời khắn luôn vậy đó. Má ơi, con tuổi con rắn, con bằng má đó. Dạ. Ủa, vậy má với con bằng tuổi nhau hả? Nhưng mà con nhỏ hơn má, con sanh cuối năm. Trời đất ơi, hên ghê vậy đó. Dạ. Vậy là má còn hơn con tới 9 tháng dạ. Rồi. Dạ, đúng rồi. Hơn hết trời vậy dạ. Nè, mình coi nè, mặt trẻ non phải không? Dễ thương quá trời à. Ba, sao? Con còn nhỏ hơn ba tới 2 tuổi luôn đó ba. Con trẻ măng, trẻ măng vậy đó ba. Dạ, phải rồi, phải rồi. Ba có con dâu trẻ măng, trẻ măng à. Nhưng măng già. Anh nói nghe nè, bây giờ ba má đồng ý cho hai đứa mình rồi đó. Bây giờ em lấy cho anh 20 ngàn để anh chạy lo đám cưới đi. Ừ. Xứng quá. Thôi chết. Cái gì chết? Em bỏ quên cái bóp bên Mỹ rồi. Cái gì kỳ vậy? Tiền đâu? Ê ba má ứng cho con mượn đỡ 20 ngàn rồi. Sáu tháng sau con về Mỹ, con trả lại được không ba má? Gì vậy? Tiền đâu mà có? Thôi vậy thôi. Dẹp đám cưới, dẹp hết đám cưới. Má còn cái hộp. Trời ơi, cũng may là còn vớt được cái hộp này chúng con làm lỗ á. Ủa gì cười vậy? Cười gì vậy? Cái gì vậy? Cái hộp giả. Trời ơi, má ơi. Má.